Chú thông cảm nhé, cây này cháu sơn nó vẫn còn chưa khô hẳn, cháu phải cầm hé thôi, vì cái đoạn này nó vẫn còn chưa khô. Chỉ còn một đoạn này thôi, đoạn này cháu sơn hơi dày thì lát nữa là nó sẽ khô và bóng. Còn cây dê này thì cháu lại không sơn bóng vì lý do là nó đã bóng rồi, mà nếu cái cây này nó phải, nếu sơn bóng thì mình để nó trơn nó không hợp lý. Còn cây này nó ngậm miệng thì nó khác, mình ngậm ở đây thì không sợ trơn, nhưng cái cây sáu ngang này mà mình sơn thì nó bóng đẹp hơn, thì nó lại hơi trơn thì thôi, bởi vì nó cũng đẹp, khá đẹp cần phải sơn.